có rồi. Ra đây, các em ngồi ra đây. Vâng. Ra đây ngồi. Các em cứ từ từ. Nào ra đây, hai đứa đừng tranh giành nhau. Vào đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây nào. Đây. Đây, ăn đi. Đây đi. Ôi giời ơi. Lại là cơm nguội à. Cái này sao em được. Ôi giời ơi. Các em cố gắng chịu khổ một tí. Hôm nay chị chỉ kiếm được một tí tiền nên là mua được ít cơm nguội thôi. Này ngồi em, mày ăn đi. Thôi tao không ăn đâu, mày ăn đi. Cái này làm sao mà ăn được. Cái này sao ăn được. Thôi các em cố gắng ăn đi. Sao mà ăn được. Hả? Ngồi ra kia chơi tiếp đi. Ồ đi. Ồ mấy cái đứa này. Cái này sao mà ăn được. Chị không còn đủ sức để nuôi các em nữa nên là chị nghĩ chị sẽ đi. Ờ thế thì đi đi. Ở đây còn nói ăn gì nữa. Ờ đi đi. Đi đi. Ở đây cũng chẳng có ích gì. Đúng rồi. Tiếp tiếp đây. Mày này con. Mày này con. Mày này. Ủa chết rồi. Mệt quá. Đi cả ngày. Chả xe. Nó cái gì. Đi cả ngày. Xin là mỗi một gói mì tôm. Ngon không con? Ngon lắm mẹ. Ngon thì ăn nhiều vào. Dạ vâng ạ. Đang ăn sao con lại khóc đây? Dạ, tự dưng con nhớ hai thằng đệ tử của con với mẹ. Cho mẹ thế này này, con ạ. Nếu mà con nhớ hai đệ tử của con ấy, thì con đi đón chúng nó về. Dù sao thì chúng nó cũng là trẻ mồ côi. Bây giờ mà con bỏ nó đi thì chúng nó biết sống kiểu gì. Nhưng mà chúng nó đối xử với con tệ lắm mẹ ơi. Thôi, bọn nó còn nhỏ, bọn nó chưa hiểu chuyện. Thôi bỏ qua cho nó đi. Với lại là bây giờ bọn con sống với nhau như thế cũng khó khăn. Hai đứa chúng nó cũng không chịu được đâu. Thế à? Thế thì đây, mẹ có ít tiền đưa cho con này. Để con lo cho hai đệ tử của con nhá. Đây. Dạ vâng, con cảm xong ơn mẹ. Xong thì con có thể đón hai đứa chúng nó về ở với nhà mình cũng được. Nhá. Dạ vâng ạ. Thôi, đi đi. Đi tìm chúng nó đi. Dạ vâng. Con đi đây ạ. Ừ. Từ từ đã con ơi, cho mẹ đi cùng với. Không ăn gì nào mẹ.
ăn xin, đang tranh đồ ăn của nhau kìa. À, đi vào xem đi. Vâng. Chúng ta ăn vời. Vâng. 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 Lúc nào qua tao chia mày mà. Đi đây. Để tao chia cho. À, sao mày lại ăn của bọn tao? À, trả cho bọn tao. Trả đi cho trả. Tao. Trả đi mày trả không hả? Mày đi trả không hả? Trả đây này, này, trả không? Nào, lấy lại không này. Đây này, đây này. Xin mà tao còn cho nha. Theo chúng mày là ăn của bọn tao. Chúng mày trả lại cho bọn tao đây. Đây này, tao trả cái này. Lấy không? Lấy không? Hả? Lấy không? Lấy không? Dạ, bọn em không ạ. Bọn em không ạ. Thế tao tưởng đôi. Tưởng đôi bọn tao trả cơ mà. Rồi, ngồi xuống đi. Vâng. Hai bọn mày đói lắm đúng không? Đói không? Có ạ. Có ạ. Đây nha. Tao có cả bim bim này. Cả xúc xích này. Bây giờ bọn mày đói đúng không? Vâng ạ. Xin thì bọn tao cho. Đại ca cho em xin một cái ạ. Thằng này không xin à? Đại ca cho em xin một cái ạ. Xin đúng không? Vâng. Đi nhặt đi, tự tìm ăn. Đi. Đúng rồi, con lại ăn xin. Đại ca, ăn đi. Ờ, ăn đi. Ngon rồi nhỉ. Mày tìm cái này, ta tìm cái kia. Ờ. Rõ ràng vừa đây phút ở đây. Đúng rồi. Mày thấy không? Không. Chẳng thấy. Đúng nhỉ. Nhìn kỹ vào. Ok. Mày thấy chưa? Chưa. Thế mày thấy chưa? Chưa. Cái đâu đây này? Không ngon của tao. Của em ngon hơn. Của mày không ngon của tao. Mày thấy chưa? Chưa. Tìm nó. Ở đây. 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 Mày bóc đi. Nhanh lên. Bóc đi. Để tao bẻ đã. Này. Nó xin. Ừ. Ngon quá. Rồi, mình chán xúc xích. Đúng rồi. Ngon thế. Ngon quá. Ơ, hết rồi. Hay mình ra kia xin tiếp đi. Ừ. Ê, ra kia xin tiếp. Ra xin kia. Ra kia xin tiếp đi. Đóng quá. Cho em một miếng của đại ca. Đại ca ơi, cho em xin một cái với thằng Tiểu Bảo nữa. Này, tao hỏi thật nhá. Ăn xin nhưng mà mày không biết nhục à? Đi ăn cho khai cho bọn tao ăn. Dạ. Tao thử của mày xem nào. Dạ. Vừa ăn xúc xích, vừa ăn bim bim sướng nhỉ? Vâng. Đại ca ơi, ngon không? Ngon chứ. Đồ cả gói vào mồm mới ngon đại ca. Rồi, ra thử à. Ngon thật sự luôn. Mày nhìn cái gì? Đại ca ơi, bọn này cứ nhìn, ăn mất cả ngon. Mình đi ra chỗ khác ăn đi. À, ra chỗ khác ăn đi. Mất nhỏ. Chị ơi.
Đấy, con thấy chưa? Không có con, hai đứa nó khổ thế này đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Gọi chúng nó dậy đi. Tiểu Bảo ơi, ngồi, dậy đi. Dậy đi cháu ơi. Dậy đi, chị Đại về rồi. Dậy đi, Tiểu Bảo. Dậy đi, cháu. Chị Đại, chị Đại về. Chị về rồi đây. Chị Đại ơi, chị không nhầm mấy đứa lắm. Rồi, đây, hai đứa ngồi xuống đây. Đây, ngồi đây. Chị Đại ơi, em bị lỡ rồi, em xin lỗi chị ạ. Em cũng xin lỗi chị ạ. Đấy, vậy con đứa... bóc kẹo cho các em ăn đi. Vâng ạ, hai đứa biết lỗi là tốt rồi. Trời ơi, thế là xong rồi thế nhá. Vâng ạ. Mà quần áo các em đâu? Quần áo của em rách hết rồi ạ. Sao lại nhem nhuốc hết thế này? Thế các em có đói không? Mà em có ạ. Đây, thế này, các em ăn đi. Wow. Đây, chị Đại mua nhiều đồ á này. Đây. Wow. Đấy. Em cảm ơn chị. Đây, đây xưa đi để chị bóc cho. Ừ. Đây, mấy đứa ăn uống đi. Vâng chị. Nhìn nhem nhuốc hết mặt này. Ăn uống xong rồi, tí nữa có gì chị tắm rửa cho. Vâng ạ. Thôi. Đây ăn cả xúc xích. Mấy đứa ăn no vào. Rồi mai chị đưa đi mua quần áo nhá. Vâng. Ăn nhiều vào nhá. Vâng. Đây, cháu ăn này. Được xin. Ăn nhiều vào. Đây. Đây mấy đứa ăn đi. Đây bánh nữa này. Nấu khó chị ạ. Ừ, ăn no vào nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Ôi, khổ thân thật. Đấy. Đại của nhà đấy. Ăn đi. Đúng ạ. Thế lúc chị không ở nhà mấy đứa ăn gì? Dạ bọn em đi ăn xin ạ. Thôi được rồi, từ bây giờ chị về thì mấy đứa đây đi chả. Theo chị ăn cơm nhá, không phải vâng đi ăn xin nữa. Vâng ạ. Vâng ạ. Theo chị Đại đi sang nhà cô nhá. Vâng ạ. Tí nữa chị sẽ đưa các em đi sang nhà chị nhá. Vâng. Ừ. Chị Đại ơi, từ bây giờ chị đừng bỏ chúng em nữa nhá. Ừ, từ bây giờ chị không bỏ mấy đứa nữa đâu. Mà bây giờ mấy đứa ăn no chưa? Rồi ạ. Thế đi về nhà chị đi, để chị tắm rửa cho nhá. Thay quần áo mới nữa. Vâng ạ. Đi, đi sang nhà cô đi. Đứa lên đây chị cóc. Vâng. Con nhỏ rồi.